Rồi, hello, xin chào hết tất cả toàn thể anh em. Một lần nữa đã ghé trở lại và xem kênh YouTube của Minh Tuấn Mô Tô. Trời rất là nắng anh em, nhưng mà em cũng cố gắng quay video giới thiệu cho anh em xem vì xe mới vừa về luôn. Nên dòng xe này cũng khá là nhiều anh em tham khảo tìm những con xe giá nó hợp lý tầm ba mấy triệu. Thì hôm nay bên mình về một con xe này là Suzuki GZ 150A mà xe còn nguyên zin luôn. Giá chỉ có 39 triệu 500 thôi anh em. Đó, 39 triệu 500 mà xe zin nha, thùng đồ đầy đủ nha, bô zin máy zin luôn anh em. Dòng một GZ 150 là dòng xe phun xăng điện tử FE nên nó khá là lợi xăng và rất là nhiều anh em thích mấy dòng này. Hôm nay thì bên mình về nên cũng tranh thủ quay video giới thiệu cho anh em. Và anh em xem video mà anh em nào chưa đăng ký kênh bên cửa hàng mình ha, thì anh em chỉ có bấm chữ đăng ký kênh và anh em ủng hộ cho mình một like nha anh em và một lượt chia sẻ nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Để em review giới thiệu cho anh em con xe này và em sẽ chạy thử con xe này luôn. Anh em nhớ xem hết video giùm em nha. Rồi, cảm ơn anh em nha. Tiếp tục theo dõi video. Rồi, hello, xin chào hết tất cả toàn thể anh em nha. Một lần nữa để ghé trở lại và xem kênh YouTube của bên cửa hàng Tuấn Mô Tô nha anh em. Hôm nay thì bên mình sẽ mới về một con Suzuki GZ 150A. Bên mình sẽ review cho anh em xem. Anh em nào cần mua thì anh em liên lạc cho mình nha. Số điện thoại là 0369 nha anh em, 669-659. Hoặc anh em trực tiếp mình ghé thẳng lại địa chỉ cửa hàng bên em là 262 đường Phan Anh nha, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha anh em, để anh em xem xe trực tiếp tại cửa hàng. Hôm nay thì bên mình về con Suzuki GZ 150A đời 2013 anh em, xe còn khá là mới và đẹp luôn anh em, có thùng đồ đầy đủ nha, kiến hậu đồ, di động đồ, nói chung cản chống đổ rồi bô rin hết cho anh em, xe máy rin nha, chưa làm gì hết. Đó, con này thì mới vừa về và em cũng tranh thủ rửa và lao chùi thay nhớt, thay lọc nhớt nè, để review giới thiệu cho anh em. Anh em nào cần mua thì anh em liên lạc nha. Và con này thì bên mình cũng đưa ra với cái giá cực kỳ hữu nghị cho anh em mình luôn. Giá chỉ có 39 triệu 500 thôi anh em, một con xe Suzuki GZ rin như vậy anh em. 150 nha, 150 thì nó là phun xăng FE điện tử nha anh em, 150. Xe là nguyên rin, thùng bọn đồ đầy đủ hết cho anh em. Đấy, anh em xem ha. Xe chất lượng anh em. 39 triệu 500, anh em mua về anh em sử dụng anh em đi ha. Con này ra đường trường chạy rất là khỏe nha anh em, chạy đường trường giống như là anh em về quê đi phượt nè. Đó là anh em đi mấy con này tuyệt vời luôn anh em. Đó, anh em mình mấy dòng này thì phụ tùng thay thế nó cũng rất là dễ nè, bên mình có bán đầy đủ hết cho anh em mình thay thế luôn. Anh em nào cần mua thì sau này anh em mà cần mua phụ tùng xe thì bên mình có bán đầy đủ nha. Xe thì em kiểm tra rất là kỹ rồi, nhông xin đĩa vỏ viết rồi nhìn rất là ok luôn, nước sơn rin nha, xe là không có té ngã trầy bể gì hết cho anh em, thùng đồ còn khá là mới luôn. Đó, anh em nhìn ha, xe khá là đẹp nha anh em. Đó, anh em xem cái chất xe quá là tuyệt vời luôn. Đó, anh em nào cần mua thì anh em liên lạc cho mình. Con này thì bên mình đang đưa ra với giá cũng rất hữu nghị ha. Giá này quá hữu nghị cho anh em luôn. Giá này không biết là bên em có bao ship luôn không đây, bao ship, nhưng giả sử như anh em gần thì được, chứ anh em xa xa mà bên em bao ship, mà bao tiền ship nữa thì bên em chịu không có nổi nha. Đó, con này thì quá rẻ, 39 triệu 500. Đó, xe còn lan can anh em, nói chung là quá tuyệt vời luôn anh em. Đó, anh em nào cần mua thì anh em chốt xe thì liên lạc cho bên mình nha. Và số điện thoại bên em thì có Zalo luôn cho anh em mình tư vấn nha. Đó, giống như là cho anh em mình muốn biết hình ảnh thông tin xe thêm thì anh em cứ việc kết bạn cho mình. Số điện thoại em sẽ gửi hình ảnh thông tin xe đầy đủ cho anh em mình xem. Nếu như anh em cũng thấy ok chốt xe thì bên mình sẽ ship xe cho anh em nha. Đó, anh mình vẫn ship xe toàn quốc cho anh em mình luôn. Con này thì em thấy rất là tuyệt vời nè. Với cái giá 39 triệu 500 một con xe như vậy thì em thấy là quá rẻ rồi. Em nói thiệt, bên em bán ra cái lợi nhuận không có bao nhiêu luôn. Quá rẻ luôn anh em. Đó, mà con xe đẹp như vậy luôn anh em để ý ha. Mà con xe còn đẹp như vậy nè, xe là rin nha, chắc xe rin nha anh em, không có té ngã, không có trầy bể, không có đục đẽo, không có sửa chữa gì nha. Đó, anh em mình phải hiểu cái chắc xe rin, chắc xe rin là quá quá đẹp luôn anh em, xe này quá đẹp. Đó, anh em nào mua thì GZ 125 thì bên mình cũng có luôn nha, GZ 125 thì nó rẻ hơn anh em, bên mình cũng có bán luôn. Anh em nào cần mua thì anh em ghé thì chị cửa hàng bên mình nha, để lựa chọn cho mình một con xe ưng ý nhất anh em. Gần tới lễ 30 tháng 4 rồi, anh em nào cần mua xe đi chơi nè, đi phượt á, thì anh em liên lạc cho em nha. Đó, bên em có bán đầy đủ luôn cho anh em mình luôn. Đó, anh em nào cần mua xe đi chơi, đi phượt nè, đó, gần tới lễ 30 tháng 4 rồi, có về quê rồi nè, thì anh em ghé ủng hộ xe bên mình. Bên mình mua bán rất là uy tín nha anh em, mua bán rất là uy tín, xe là cam kết với anh em là xe đẹp hết. Không bán những dòng xe độ, xe chế, những dòng xe đục đẽo, máy kêu đồ này kia thì bên mình không có chơi. Đó, xe nè anh em nhìn ha, khá là đẹp luôn. Đó, chắc xe ha, máy rin, hệ thống FI đồ đường quần anh em ok hết cho anh em. Đó, không bị lỗi lầm gì hết. Hộp số con này thì 5 số nha, số 1 trước,
2 3 4 5 thì mình móc lên, rất là đơn giản anh em. Rất là đơn giản. Đó, mấy con này thì nó hệ thống nó phun xăng điện tử FI. Nó khá là lợi xăng. Nó dễ nổ nữa anh em, dễ chạy nữa. Đó, anh em con này thì 39 triệu 500, còn nếu như anh em nào muốn mua xe rẻ hơn thì anh em mua GZ 125. GZ 125 thì bên em có bán hai, bên mình còn hai con luôn. Giá của nó cũng cực rẻ nè, giá chỉ có hai mấy triệu thôi. Đó, GZ 125, còn con này thì GZ 110 thì bên mình đưa ra với giá là 39 triệu 500. Giá này thì bên em cân nhắc rất là ok rồi anh em, rất là ok luôn, quá rẻ luôn anh em. Đó, giờ anh em đi tìm những con GZ thì anh em thấy không? Bằng những cửa hàng, những showroom khác bán bốn mấy, năm mấy triệu không? Thậm chí sáu mấy, bảy mấy không? Anh em mua những con đời 2013, những dòng xe nhập Nhật, nó chạy nó rất là ok luôn. Bô còn nguyên rin anh em ha. Bô nguyên rin, thùng rin nè, anh em nhìn ha. Mấy con này máy anh em chạy rất là nhẹ luôn, chạy rất là đã nha. À, đặc biệt con này có lên chống đứng luôn cho anh em nè. Dựng nó rất là khỏe nè, hồi nãy em quên giới thiệu cho anh em. Con này lên chống đứng luôn nha, lên chống đứng luôn cho anh em mình luôn rồi nè. Đó, anh em dựng xe, anh em rửa ráy, anh em đã làm cái gì nó cũng dễ nè. Mấy dòng này mà anh em mua về anh em đi chơi, đi phượt, đi xa rất là ok luôn nha. Đó, mấy con này chạy rất là đạm xe và cực kỳ lợi xăng nữa. Xăng của nó thì anh em chạy rất là lợi nha anh em. Anh em chạy tầm 45 cho đến 55 cây số một lít xăng, tùy theo anh em chạy, tùy theo đường trường, đường thành phố nha. Tùy theo anh em mình chạy luôn nha. Đó, xe này thì bên mình đã thay nhớt hết rồi. Thay nhớt, thay lọc nhớt luôn anh em. Anh em nhìn vào trên đây là anh em biết cách thay nhớt nè. Đó, anh em muốn thay nhớt thì anh em cứ nhìn vào trên đây nè, có mức độ nhớt nè, LF nè. Đó, anh em xem cái này mà anh em mà thay nhớt nha. Nhớt những con xe mà anh em mua về bên mình thì bên mình đã thay hoàn toàn hết rồi, anh em mình không cần thay nhớt nha. Đó, anh em nhìn thăm nhớt thì anh em thăm vào chỗ này, chứ không phải là mở cái tay thăm nhớt xuống giống như xe rim, xe quay đồ nghe, không có đâu nghe, không giống như xe tay ga đâu nghe. Cái này chỉ có là một cái nắp đậy thôi. Đó, anh em muốn thăm nhớt thì đây nha, thăm nhớt. Đó, hệ thống của nó FI mày viên da băng. Đó, mày viên da băng. Đó, hay gì ra ở trong mặt quá tuyệt vời anh em. 39 triệu mà con xe như vậy thì anh thấy 39 năm thì một con xe như vậy thì anh thấy cũng khá là ok anh em. Cái phần khúc tầm 40 triệu trở lại là chị anh em chỉ mua được những con xe như vậy thôi. Nói chung là những con xe GZ mà bên mình bán ra hoặc với cái giá này thì nói chung là quá là ok rồi. Nó quá là ok rồi. Nên anh em nào cần mua thì anh em liên lạc cho mình để em chạy thử một vòng chiếc xe này cho anh em mình xem. Ở đây mình cũng thấy ok thì anh em liên lạc cho mình để chốt giá nha anh em. Đó, giá này thì bên mình đưa ra cũng khá là hợp lý rồi. Cũng khá là hợp lý, là rẻ rồi. Chất lượng xe thì bên em cam kết với anh em là cực kỳ ok chất lượng. Để em chạy thử cho anh em một vòng chiếc xe này đi, để anh em xem tiếp. Rồi, hello, xin chào anh em nha. Để anh em hôm nay thì em sẽ chạy thử con xe này cho anh em mình một vòng. Anh em nào cũng thấy ưng ý những dòng này, thích những dòng này thì anh em mình liên lạc cho em nha. Số điện thoại là 0369 669 659 để chốt giá nha. Và giá con này thì hiện tại bên mình đang đưa ra với giá cũng khá là ok luôn, chỉ có 39 triệu 500 thôi là anh em mình sở hữu một con Suzuki GZ 150A mà xe rin được nha. Đây, máy rất là êm nha anh em. Con này anh em chạy rất là nhẹ luôn. Hộp số tự nó thì nó 5 số, nó là số móc nha, nó là số móc. Anh em chạy nó cũng khá là khỏe. Đó, anh em mình chạy ha. Đây, số nhẹ. Rất là khỏe luôn và số nó rất là nhẹ nha anh em. Số nó nhẹ. Anh em nào cần mua thì anh em mình liên lạc cho bên mình. Bên mình là bán là có ship xe đi các tỉnh luôn và bên mình có bán phụ tùng xe đầy đủ cho anh em mình luôn nha. Anh em nào cần mua phụ tùng xe ha, bên mình có bán phụ tùng xe đầy đủ cho anh em mình luôn. Đó, anh em mà sử dụng thời gian á. Rồi anh em
không sử dụng nữa, có thư thay thế phụ tùng đó, thì anh em liên lạc cho bên mình. Bên mình có bán phụ tùng xe đầy đủ cho anh em mình, để anh em mình thay thế luôn. Đó. Em có đăng trên Zalo luôn nha, có đăng trên Zalo luôn. Của em là 0369 nha anh em, 669 659 nha. Anh em cứ việc kết bạn Zalo ha. Bên hình ảnh thông tin thì bên mình sẽ cung cấp cho anh em bên Zalo cho nó tiện hơn. Đó. Và bên mình thì có kênh TikTok nữa, có kênh TikTok nữa. Anh em bấm đăng kênh TikTok bên mình là Tuấn Ô Tô luôn anh em, để anh em xem. Thì yên ring nè, yên ring nè. Đó, rất là êm, nước sơn ring nha. Nước sơn ring, tem ring, GZ150A. Con này là phun xăng điện tử FA, con này thì anh em thay nhớt thì anh em thay 1 lít ha, bình thường. Đó, rất là ok. Đó. Tay ga thắng côn đồ, nói chung là rất là tuyệt vời luôn anh em. Bô ring nè, thùng của nó là cũng thùng ring theo xe luôn, cản ring luôn đó, nhìn rất là đẹp đó. 39 triệu 500 một con xe như vậy thì anh em sở hữu, anh em sử dụng nó rất là ok, nó rất là ok. 39 triệu 500, em thấy con xe này quá là hoàn hảo cho anh em luôn, rất là thuận tiện thuận lợi cho anh em mình mua về anh em đi chơi nè, đi phượt nè đó, chạy lợi xăng. Mấy con này mà anh em để lâu á, miễn cái bình nó cộng điện là anh em đề nó sẽ nổ, vì nó FE nó rất là nhẹ nổ nha, FE nó rất là nhẹ nổ luôn anh em. Và địa chỉ cửa hàng bên mình là ngay đầu hẻm 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Bên mình bán xe là có tư vấn xe cho anh em rất là kỹ cho anh em trước khi mua đó, nên anh em yên tâm mua bán bên mình thì anh em ha, cái gì mà bên mình biết bên mình sẽ tư vấn cho anh em, tư vấn rất là kỹ cho anh em. Cảm thấy anh em khá thắc mắc cái việc gì thì anh em muốn tư vấn thì bên mình sẽ tư vấn cho anh em đó, rất là ok nha anh em. Cái này là GZ150A đời 2013, là dòng xe nhập Nhật. Nó có hai loại anh em, một loại đời 2012, 13, 14 là đúng là dòng xe nhập Nhật luôn, còn từ 2018, 17, 18, 19, 20, 22 là xe những dòng xe nhập Trung Quốc, nhập qua. Nếu như anh em không biết thì anh em kết bạn Zalo mình sẽ gửi cái tem qua cho anh em xem đó. Bên mình nói tư vấn xe thì anh em cũng thấy cái gì mà anh em cũng thấy tin tưởng thì anh em tiếp thu, còn những cái mà giả sử như mình nói cái gì không đúng thì mà anh em mình góp ý bỏ qua. Còn theo em được biết thì những dòng xe đời 22, 23, 24 là dòng xe nhập Nhật, còn những dòng xe đời 27, 18, 19, 20, 21, 22 là những dòng xe đó là Trung Quốc nhập qua. Khi anh em mua xe nó có cái tem chụp cái gắp á, anh em nhìn để ý là anh em sẽ biết đó. Đó, anh em nào cần mua thì anh em mình liên lạc cho bên em nha, số điện thoại là 0369 nha anh em, 669 659 nha. Hoặc anh em trực tiếp ghé thẳng lại địa chỉ cửa hàng bên mình là ngay đầu hẻm 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em mình trực tiếp xem xe tại cửa hàng luôn. Và cửa hàng bên mình thì có bán còn khá là nhiều các dòng xe mô tô đó nè. Anh em nào cần mua những dòng xe mô tô nào khác thì bên mình có bán đầy đủ luôn cho anh em mình tham khảo nghe, như là GZ 125 này, 150 này, Rebel 150 nè, rồi Super Hạt Lay 170 nè. Đó, Hạt Lay thì bên mình có 3 mẫu luôn đó. À, rồi Honda Master 2 nè, 125 này, Honda Master 3 125 thì bên mình có đầy đủ luôn cho anh em mình tham khảo luôn. Đó, anh em nào cần mua thì anh em liên lạc cho bên mình. Đó, xe bên mình thì cam kết với anh em là xe ok anh em, mua về chỉ việc sử dụng thôi, không cần làm thêm cái gì. Những con xe bên cửa hàng mình mua về thì bên mình đã canh chỉnh rất là kỹ, thay nhớt, rửa ráy nè, đó, nói chung là làm tất tần tật hết rồi. Những phụ tùng nào mà cảm thấy ha kém chất lượng thì bên mình sẽ thay thế phụ tùng chính hãng khác đúng của xe, chứ không có độ chế nha, chứ không có gắn những phụ tùng bậy bạ vô độ chế đâu, tùm lum tà la này này kia nha anh em. Nên nha anh em yên tâm, khi mà anh em đã mua xe bên cửa hàng mình thì anh em sẽ hiểu bên cửa hàng mình bán xe như thế nào, bán xe khá là chất lượng luôn, và phụ tùng thì đúng chắc phụ tùng riêng theo xe, chứ không có độ chế phụ tùng nha anh em mình, để ý ha, chứ không có giống như những cửa hàng khác nha, mua cái này không có thì mua cái khác tự tự giống gắn vô là không được nha, cái nào phải đúng cái đó, mua phải đúng chắc anh em, chứ không có thể mua cái này không có thôi mua cái nào của xe khác đó, nó giống giống là gắn vô ha, nhìn đây rất là khó nghe, khó xem. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em mình video sau nha, mình sẽ review tiếp tục giới thiệu nhiều xe cho anh em. Rồi, video này em sẽ ngưng, và những anh em nào mà xem xong video này mà anh em mình chưa đăng ký kênh ha, bên cửa hàng mình, thì anh em chịu khó bấm chữ đăng ký kênh giùm em nha, bấm chữ đăng ký kênh giùm em để theo dõi cập nhật những video sau bên cửa hàng mình đăng lên nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều, hẹn gặp lại anh em mình video sau.